Hello anh em, và chào anh em quay trở lại với cái What the hell gì này. Không biết đánh gì luôn á, không biết đánh gì luôn luôn á. Không nghĩ ra ý tưởng gì luôn ấy em. Nghĩ ra ý tưởng này thôi. Ủa, này tầm đây tận hai con Azenka này. Chắc là một con Azenka đủ carry không nhỉ? Một câu chuyện nữa. Câu chuyện nhiều trường ngại. Không đam mê con gì lắm. Không có nguyên tố nào nữa. Ôi giời rồi anh em ơi. Không có một con nguyên tố nào nữa này. Khó nhở. Phút không tàn. Phút không tàn nữa thì kỳ lạ rồi anh em ơi. Nào chúng ta đánh cung luôn nhá, chúng ta quyết định luôn, quyết định nhanh nhá, hoặc đánh thú. Zero này. Ok. Trừ 3 máu. Bán hết đi không nhỉ? Phút không tàn. Lo này, sao mà cầm máu được em ơi, mình sẽ cài bán tạm. Tạm cho Vát đi. Cho ai, Len bán đi. Vát giữ, này giữ. Thú với cả cung thì giữ lại nhá, cũng không tàn. Cầm máu thôi, em cầm được máu không thì cầm thôi, không cần được thôi. Thua được tiếp ngon nhé, nhưng mà thua được tiếp thì mình cũng hơi khó thua nhỉ. Thua được không ta? Vio bắn trượt này. Ngon, thua anh em ơi. Thua đến 10 điểm đấy. Oh, tại con mình cần. Trong game này thêm thôi. Cho ra tê này nè. Nhiều nhà mấy bạn yếu quá. Này đi. Phá lại lần nữa cho căng nhé. Chứ ở nhà này yếu thế. Bốn hắc ám à? Không, bốn hắc ám thì cũng có thể thắng được mình á. Rồng thổi này. Pho xiên trượt này, ok, đi tưởng được. Tạm thời thế này nhé. Oh, thương à, thương cộng vút hung tàn à. Đánh cung, đánh cung ngon hơn là đánh thú. Đánh thú hơi tù. Cung ngon hơn. Mỗi mình có ấy đúng không? Mỗi mình có thương thôi đúng không? Chuỗi thua 3 thì mình chắc là khả năng ngắt chuỗi được ngon thôi. Shall I compare thee to a summer's day? Hết 7 được sớm thì ngon. Hết 7 sớm thì mình lên 4 cung 3 Noman tạm. Cho lúc chưa có teo. Teo Van Heo tự săn quỷ nữa. Pho xin đôi được này. Chắc chuỗi ở đây thôi anh em.
sun shall vanquish darkness. I feel alive. Đồ nào cũng ngon. Sách hồ mệnh. Sách thánh. Không lấy sách thánh tiếc lắm. Sách thánh đi. 2T nhá. Ok, cho em 2T vào này. Ho, bình tĩnh nha. Này đi được rồi. Cần thì bán tạm em cái nick à? Cần hai em bài carry. Không thua ở đâu nhỉ? Chắc là không thua ở đâu anh em. Tướng quả đồ, tướng tin tưởng được như này mà thua đấy, chịu đấy. Đúng không? HT chơi chơi game. Bán thần. VC cũng cần nhé, vì trận này có thể đang đánh thương khá là ngon. Thương teo khá là ngon. Lau thì bình tĩnh. Bắt cái John ngon. Ui, không xấy được nữa mới đau chứ. Cái thế 4 thánh đổ sao ấy. 3 thánh đổ, 2 thánh đổ. Ten không? Nàng cốt không cần lắm ta. Lau cũng không cần lắm ta. Lau không cần. Đại à. Mình có thể bỏ một con này vào thành hai con nữa thành 4 cung. Không cần Luma nha. Cung thì bắn cho khoái, khoái trí đi. Theo bắn ngang. Không bị chơi game. Thua một tí anh em ơi. Hà thấy carry phết nhưng mà hơi mỏng. Hay là giữ Norman cho đỡ mỏng được. Thôi lỡ. Hẹn mai. Săn quỷ không có. Chắc có. Man takes sundown. Hehe, máy thế vừa đấy không lấy cái giáp bổ mệnh em ơi. Nên chúng ta đã có giáp bổ mệnh rồi và còn có 9 con Yon ạ. À. Eo ơi em ơi. Mấy trận này chắc cũng bài nhiều bạn đánh kiểu tướng 4 vàng xấu ấy, nên là các bạn ấy cũng chuyển sang đánh do đánh các thứ hết rồi. Trận này đồ cũng hơi sướng, hơi xấu rồi. 2T đáy à? Thương chỗ nào ấy nhỉ? Thương đâu ấy nhỉ? Cái thương ở đâu ấy nhỉ? Ai tôi nhìn lại cái thương ở đâu phát được không? Có bạn nào có thương ấy nhỉ? Ô, không bạn nào có thương à? Ô, sao từ nãy giờ mình cứ phải chạy chạy thương ở đâu ấy nhỉ? Mà thương mà. Không có gì phải chạy hết anh em ơi. Chúng ta sẽ đến Chanel này ở đây, con này ở đây, này đây, này đây đi. Chị con Phoenix này vào đây. Lo 2, quên. The fragrance of romance is truly intoxicating. Yon giáp một bệnh. Aero.
Đây là 15 cung thôi đấy anh em ơi, chưa phải đạt sức mạnh ngưỡng ác quỷ của 6 cung đâu. Cung còn ác quỷ nữa. Ghê gớm lắm. Sao hôm nay có thương mà từ nãy giờ mình nhìn thấy một thương ở đâu ấy nhỉ? Nhìn thấy một cái thương của ai đó. Như thương của mình thế sao mình nhìn nhầm ra. Chả biết. Floor thôi vậy. Giờ chưa có teo. Thương ở ai nhỉ? Thề luôn mình nhìn thấy một cái thương ở đâu đó. Biết ở đâu rồi. Magic pervades everything. Giờ thì phát 9 là tìm con teo thôi. Yon còn có 7 con thì chắc đây là Yon 2 trận này. Yon 2 trận này là gắt lắm. Hai tay đứng kia cũng ngon nhỉ, cho hai tay đứng đây đi. Đau đớn quá. Đội này rồi về các quả đồ này thì hủy diệt quá anh em ơi. Mỗi tội chưa có Yon thôi. 9 con Yon lại 9 Yon này. Tôi đấy như một con 7 con này, bạn này đi phát là Yon này. Bạn này mà đi nữa thì ngon này, bạn này mà đi nữa thì ngon này, bạn này đi nữa thì ngon này. Bạn này chắc là đánh... Chứ biết bạn đánh gì luôn. Teo này thôi xong rồi đấy. Trông có vẻ là trận đấu chuẩn bị chấm dứt ở đây rồi đấy. Cái này đi. I will see my destiny to the end. Trông hơi buồn cười nhưng mà tạm thời chưa có tướng, chưa biết xếp tướng nào em ơi, chắc phải lên 8. Nghĩ tiếp. Sao này bắn đúng đau luôn này. Một đường thẳng. Hai đường thẳng anh em ơi. Hai đường thẳng. Ba đường thẳng. Các bạn này trở thành đồ thế. Gây A kia cũng trâu nữa. Bắn không mất máu con Yon kìa. Ghét thế nhở. Nguyên tố à? Nguyên tố thánh đồ à? Cũng gớm, nguyên tố thánh đồ cũng hay. Teo có teo này không bắn không đi được luôn. Yon sấy đi, hai tê sấy góc này. Nó bắt sấy đau thế. Hai tê carry thế. Hay cho teo đứng xuống đáy nhỉ? Mình teo xuống đáy không ulti được luôn. Săn quỷ VC. Xếp xem bao nhiêu con Narcot nữa nhé. Một Narcot, hai con Narcot, ba Narcot thì mà Narcot lại yếu thôi. Narcot này chắc không có đồ gì đâu. Chắc mình cho con Chrissy vào, tự săn quỷ vào sao đấy. Chưa nghĩ ra nữa. Rocker lấy sau cũng được nhỉ. Local local, be more local. Mẹ tê đi. Đấy, có một cái thương mà. Cái thương mắt ra đáy mà. Thề luôn, mình nhìn thấy ở đâu đó, không nhớ ở đâu. Chắc mình cho bắt con Yon đi, bởi vì con Yon mình nó... Yon mình nó đang level 1, nó hơi quèn. Cho nó bắt con Yon là mình cho Yon sang góc bên kia thôi. Thánh đồ à? Giữ thánh đồ cho tự săn quỷ nhỉ? Chẳng thánh đồ lắm, Yon này hơi yếu quá. Nhiều con cát chưa? Một con cát. Chưa sợ lắm. Cát này cũng không phải con cát thì quá đáng sợ. Thủ này, hai giáp bổng mệnh thôi xong rồi đấy anh em ơi. Trông có vẻ là cuộc chiến nơi thiên đường rồi đấy.
Đây một cái thương của bạn này thôi. Né bạn này xong thì xong. Đấy, xếp tướng dĩ ấy. Sợ bạn này thôi. Nếu mà bắn thẳng. Nhiều Narcot không? Narcot tín không? Narcot này, đồ này, đồ này. Đồ này. Thì Narcot tín phết đấy, nên là nó đánh đáy. À, vẫn ulti được luôn. Phải đích đứng kia cũng carry cơ kìa. Tiếp carry mọi đằng anh em ơi, chỗ nào cũng carry được. Carry mọi ngàn. 9 thêm tượng săn quỷ. Bỏ quỷ si hơi tiếc nhỉ. Quỷ si cũng hơi tiếc. Phải thích cầm thương ok không? Đồ... Ê, thế này đánh QC nhá. Thế này đánh QC đấy. Được, đánh QC đi. Này đánh QC này, Yon 2 rồi này. Thương đáy vẫn đang khá là ngon thôi. Narcot Ayate vẫn đang khá ngon, ok. Hủy diệt quá. Tell carry, này chắc tell carry. Tell ba đầu kia khá là tín, là giáp cũng mệnh, sách thánh với cả thánh đồ. Do này cầm thêm cái chi hồn. Quy hơi thừa nhở, các bạn không cần quy đâu. Hay bốn thánh đồ nhỉ? Thôi. Tôi săn quỷ còn con cát nữa anh em ơi, nhiều cá lắm. Mình còn quan trọng còn con cát là mình còn sách thánh rồi. Rồi Z, bạn này thánh đồ này. Thương bạn này mình cũng chưa gặp là thương bạn này phát nào. Kéo mình xuống đáy bắn một phát ngang cũng ngon này. Chắc không bắn được. Phát này bắn được này, nó mà bắt con tu len nó teo bắn được một phát ngang cũng điên rồi phết. Tê Tê đến đây. Bắt con bắn Doom này. Cái nick ulti phát không được rồi. Yon sấy được này. Hai thánh đồ hai góc này. Hai thánh đồ này. Một con thánh đồ đi này. Một con thánh đồ nữa này. Một con thánh đồ nữa này. Cái thế. Một con cát anh em ơi. Con cát mình chơi liền. Thêm cái tròi con cát nữa. Cát xuống đáy, con cát nhảy xuống đáy cũng được. Cát nhảy xuống đáy luôn. Luôn đâu nhỉ. Chưa có gì mà luôn. Không vội em ơi, không vội. Mình gặp bạn 3NK này. Sẽ gặp bạn này hoặc là Lê Dương Lâm Chi. Bắt con Yon mình. Chưa gặp bạn Lê Dương Lâm Chi kia. Đâu cũng nhỉ. Yon đứng đây hơi tủi mà. Mình cứ nghĩ mình sẽ gặp bạn kia bởi vì lâu lắm mình chưa gặp. Tỷ năm mình chưa gặp. Theo cầm thánh đồ không tỷ lắm vì nó choáng khá là nhiều. Cho một con gì khác bắn thường nhiều hơn. Van heo hoặc là Phoenix, Phoenix cũng được. Phoenix cũng tỷ nhiều. Con này nó bắn thường nhiều hơn này. Và sau mình lên. Sau mình lên thêm con teo. Vẫn chưa gặp cái bạn kia. Vẫn chưa gặp bạn cầm Crest bắt con Yon mình lên. Nên đổi góc nhỉ.
Mình lên 9 khá là muộn đấy, và lại khá tiết kiệm tiền đấy anh em ơi. Nhon 2 hết cả lũ rồi, chết mỗi đứa 3 con giòn. Mỗi đứa 3 con giòn. Giòn chẳng đánh chỉ thế thôi, đồ. Thêm đồ cho teo đi. Thời không quên môn gì được em. Đi đi thôi. Không thích lắm, thế cũng thích lắm bởi vì thêm chỗ này. Đây còn teo 3 rồi nhỉ. Em xui. Vẫn chưa gặp ở đây, gặp rồi. Gặp bạn thương rồi thì trận sau mình sẽ không gặp bạn thương nữa. Yên tâm một chút rồi anh em. Con cá kia cũng không có ấy kìa. Con cá kia cũng không có choi choáng được, thoải mái. Con heo mình chết khá là sớm anh em ơi. Thì đổ sang món khác. Tùy tình hình. Heo 3 con cắt 2. Con cắt 2 lên đập con cắt 2 sớm giữ chuỗi giữ máu cũng được anh em ơi. Cầm một con cắt 2 sớm. Choi này cần một cái choi con cát ấy nhỉ. Ê mà nhiều thánh đồ quá. Thôi lấy đồ thủ đi, đừng có giáp bộ mệnh, giáp Gaia gì đâu. Teo đi. Đừng thử teo. Cần một con von cát 2 luôn nhé. PC lên được. PC lên được. Chưa ra vòng cát anh em. Phải bắn chéo lên thì ngon. Quét nộ luôn rồi ngọc đại. Cần vòng cát quá anh em ơi. Vòng cát là mình đi đó. Đen nhờ chứ con cát. Này đã khó rồi, này teo hay teo bắn rồi. Teo này bắn lên đây. Sách thánh cho teo này rồi. Chưa teo này bay đi đi. Teo này bay đi đi. Đánh đứng đây. Đi xin đây. Nhon đừng đánh à. Đây không còn thương nữa, theo bàn này đi. Chéo cái trên này. Narcot chưa được con Narcot. Narcot đứng sang góc bên kia còn sợ. Voi 3 này. Trầu quá anh em mới chịu. Không có con cát trận này nữa. Khó đỡ quá. Gọi cố gắng hết sức rồi nhưng mà trận này vẫn chưa có Richter. Chấp cả Richter, chấp cả von cát. Bên kia thì toàn voi 3, Illu bán thần, von cát các thứ điên rồ lắm. 6 thú thêm 2 voi 3. Thì mình thì 3 con giòn hèn với là có thợ săn, không có gì. Vậy thôi em, mình tiếp tục rồi. Click lên, hẹn like, subscribe. Hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye. Đánh cung cũng có lúc thua.